Những thứ to lớn hơn bạn nghĩ. Nai sừng tấm. Là loài có kích cỡ lớn nhất trong họ nhà hươu nai, với chiều dài lên đến 3 mét, nặng 800 kg và cao 2,1 mét tính từ vai. Dù có thân hình to lớn, nhưng chúng cũng có tốc độ cực nhanh, lên đến 56 km/h, chỉ sau các ninja lít Việt Nam.